Hello. Các con. Các con đâu rồi? Con nhờ cô ạ. Nhìn hôm nay nhìn nhìn thấy cô khác không? Thì cô thì một quả tai nghe nhìn game thủ không? Nhìn này nó còn nhìn giống. Nó còn có đèn led ở bên này này, con có thấy không? Chị nào? Ui, cô xịn xò thế. Cảm ơn con. Hello, hello. Hôm nay cô đã phải mặc ấm hơn thật rồi. Lạnh. May mà cái tai nghe này nó rất là ấm. Con đeo tai nghe còn không có cái để nói cơ cô ạ. Không có cái để nói á. Ý con là cái này. Con, các con có biết là cái này con có thể rút ra được không? Nhìn đây này. Của ai cũng được, ai cũng không được. Chị đâu, chị đâu? Mà không biết các con nghe cô nói được không? Chào cô một tí. Cô cũng nhau lại. Đầu tiên là dao của John. Cô có thể đeo lại cho con giống như Nelson đâm vài phát thật mạnh, trên thùng cũng hiện mấy cái lỗ, còn dao thì vẫn bạn Duy Phạm. Bạn Duy Phạm đang mật tiếng gì đấy? Ok ok. 8 giờ rồi. Các con đã bắt đầu sẵn sàng học chưa? Hôm nay chúng ta lại vẫn học về chủ đề là food đấy. Các con có muốn xem thêm một vài video về food nữa không? Cô có nhiều lắm. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu nhỉ? Thôi, chúng ta chỉ bắt đầu phải hỏi hai đứa con chút rồi. Hôm nay con ăn gì? Các con ăn cơm chưa? Ok. Have you all eaten your dinner? What yes. did you eat? Bạn nào? Hôm trước cô chưa hỏi bạn nào nhỉ? À, bạn Hữu Nghĩa. Ok. Bạn Hữu Nghĩa vừa bật cam lên lại tắt rồi. Bật tên cho cô xem nào. Con không bỏ luôn. Nhớ cơ mà. Ok, hello. Hello. Welcome to the class. So have you eaten your dinner? Yes. Yes. So what did you eat? I eat chicken. Chicken? Okay. Chicken with what? Can you be more specific? Chicken with fish and rice. Okay, you have two protein in your dinner. Chicken and fish. Wow. Okay, so is it fried chicken? No. No, what is it? How do you cook it? Cô không đeo kính hả cô? Cô không. Kính của cô vẫn ở đây. Nhưng mà cô không đeo kính, con cứ nhìn thấy mặt cô cứ như kiểu cô vừa mới uống vậy. Ok, cô để cô hỏi nốt bạn Nghĩa nào. Ok, how did you cook the chicken? Đúng rồi. Ok. Okay, how did you cook it? You fried it, or you boiled it, or steam it? Chicken. Yes. Of course, you cook the chicken, but how? Boil chicken. Boil? Gà luộc hả? Okay, okay. Boil chicken. Yes. Okay, seems to be a little bit bland, but you can dip it in salty, like. Sauce or something. Okay, thank you. Thank you, Nghĩa. Okay. Hôm nay có một vài bạn. Các con phải bật cam lên nhé. Bật cam lên nha. Okay, bạn Linh Dung. Hello. Hi, teacher. Cô giống bóng dậy lắm. Okay, hello, Dung. Okay, what did you eat for dinner? Yes. Cô nói to hơn được không ạ? What did you eat for dinner? Yes. Yes. What did you eat for dinner? What? What ăn gì tối? Yes. Yes. What did you eat for dinner? Ăn gì thế? Cô có nghe rõ con nói không ạ? Cô bây giờ cô mới nghe thấy. Lúc nãy cô không nghe thấy gì.
Cô hay cô mở lại khác đi, con lại mic còn đang có vấn đề. Bây giờ cô nghe được rồi. Bây giờ cô nghe được rồi. Bạn này nói đi. Ok. Rồi, bạn nào có thể, bạn hôm nay bạn nào ăn món gì mà nó bánh tráng một tí có thể kể cho cô và các bạn được không? Bạn nào giơ tay phát nào. Ok, bạn Nam Anh xem nào. Con được cô là cho con hỏi cô... là món thịt rang mắm tép là gì ạ? Thịt rang mắm tép. Cô biết mắm tép là gì nhỉ? Chết thôi, quên rồi. Tép có phải là nó đã được lên men đúng không? Thì mình sẽ gọi là khó quá nè. Thịt rang à? Fry, stir fry pork with fermented shrimp. Đấy. Đấy, theo cô là Ok. I eat fish. Ok, bạn ăn cá. Cô chưa ăn gì đến này, cô đói quá. Thế thì chúng ta sẽ phải xem một video nấu ăn. Em thấy cô đói hơn đi cô. Ok. Các bạn có đoán được đây là món gì không? Chúng ta xem nhé. Món cá rán. Ok. Tí. 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 Ok. Đang lốt à? Hello teacher. Hello con. Corn hub. Anh chị. Okay. That's enough. I'm so starving. Okay, bạn nào có thể nói cho cô là có những nguyên liệu nào trong món này? Xem lần đầu tiên phải xem, phải chú ý đúng không? Nào, có những nguyên liệu gì ở trong món này? Okay, bạn nào muốn trả lời cho con nào? Dầu. Of course. Okay, bạn Huy. Mình biết huy trường đúng không? Chào cô. Ok. Con hãy mở mic của mình. Cái món ăn đó thì có oil, flour, yes. Corn. Flour, corn. Corn is the main ingredients. Ok. Anything else? That's all. That's all? Yes. Có cái món, có cái mà để kết dính hai cái thứ vào với nhau là cái gì? Các nguyên liệu với nhau là gì con nhỉ? Cái gì kết dính? No? Ok. No. Bạn nào có thể giúp bạn Trường? Có một cái gì? Mình có ngô này. Mình có bột này. Nhưng mà hai thứ đấy làm sao mà nó có thể trộn vào nhau được nếu không có một nguyên liệu gì đó? Ok. Bạn nào giúp cô? Bạn Lê Bùi Đức An nào? Đức An ơi. Chỗ có loa nó sao thế? Ok, chỗ có loa của con nó hơi bị có tiếng gì đó ấy. An ạ. Ok, cô sẽ lát cô gọi con sau nhé. Khi mà con cái mic của con nó ổn định thì cô gọi bạn Emma nha. Ok. Folks, so we have corn, we have flour. And a little bit salt. So, what did she put it in to mix the ingredients together? So, the ingredients can stick together. Emma? I think she put some eggs. Yes. Okay, she cracked an egg into the mixture and mixed them together. Okay, great. That's it again. Yay! The same ingredients, that is gì nha. Corn hub. Okay, first we have corn.
flour, salt, egg. So, and then she rolled into a ball and then she fried in oil. Okay, a little bit more salt on there. And what did she dip the corn balls in? What did she dip the corn balls in? Cô ấy đã chấm cái món này với cái gì không biết đâu. Ok, bạn Lê Ngọc Ánh hộ cô rồi nè. Lê Ngọc Ánh. Hello Ánh. What did she do? Yes, the corn balls in. She did corn with some mayonnaise. Yes, some mayonnaise. Okay, do you like mayonnaise? Yes, I like. Okay. How does mayonnaise taste? What? Can you repeat again? How does mayonnaise taste? I don't know. Mayonnaise như thế nào? Con ăn rồi đúng không? Con thích nó đúng không? Nó có vị như thế nào? Yeah. It have sweet taste and have a little bit of salty. Salty and sweet? Okay. Yes. Okay. Thank you so much. Okay. Cô nghĩ là mayonnaise nó có thêm một cái vài vị nữa, chẳng hạn là vị chua này, xong rồi nó cũng béo béo, ngậy ngậy đúng không? Okay, chua chúng ta có từ sour và ngậy ngậy là creamy. Okay, mayonnaise is a little bit sour, sweet, salty and very creamy because it is made from egg. Okay. And the drinks that she okay, the drink, what is it? This one. Okay, Lê Minh Nhật. Hello, yes, teacher. What does she drink? What does she drink in the video? It's beer. Beer, okay. What is color of beer? It's blue. Blue? It's yellow. Đúng không? Màu vàng chứ con. Ok, it's yellow. Có bạn nào bảo ở bên chat là Coca-Cola á? Coca-Cola màu kiểu hơi nâu nâu mà đúng không? Cái này cô nghĩ là bia thật đấy con ạ. Còn có cả bọt nữa, con có thấy không? Ok. Các con không biết là uống, chắc là chưa đến tuổi uống bia đâu đúng không? Nhưng mà ok, bia thì uống nó chắc là bố mình hay uống đấy. Bố hay uống bia đúng không? Có bạn nào nhà bố hay uống bia không? Ok, bia thì là một cái thức uống giải khát cho người lớn nha. Okay. Rồi, có bạn nào nói cho cô biết cách làm món này không? Dễ mà đúng không? Dễ mà. Ok, bạn Thủy Tiên hộ cô xem nào. Các bước để mình làm món này là gì? First, we like, let me remember. You don't remember? Yeah. First, we have to prepare it, right? Yeah, so, prepare corn. Yes. Flowers. Corn, egg, flour, egg. And first, we pour corn into... what is that? A bowl. And then we pour egg, mix it. And flour, make it into remember? Flour, corn, flour, egg, and a little bit of salt. Mm-hmm. So we make it into a bowl. Yes. And then fry it. Okay. Fry it in what? In oil. In oil. Okay. And then what? And then put some flour on it. No, it's not flour. It's salt. Salt. Seasoning salt, yes. Okay. You put a little bit. Con có biết là cái ông nào nhỉ? Kiểu là đấy. Gì là gọi là gì? Salt king ấy gì? Cô không nhớ nữa. Okay. Xong cuối cùng mình sẽ ăn cùng gì nhỉ?
mayonnaise. Bảo là đúng rồi. Mayonnaise. We serve it with mayonnaise and maybe mayonnaise. Some kind of soft drink. If you can yeah. drink beer, we can drink Coca-Cola, Sprite. Yeah. 7-Up. Pepsi? Yes, Pepsi. Okay. Yeah, a lot of. Okay. Do you think okay, thank you Tina. Thank you. So do you think it is an easy dish to make? Cao Danh Lưu. Do you think it is easy to make? Bạn Cao Danh Lưu đâu nhỉ? Hello. Okay. So, you have watched step by step to make this corn ball. So, do you think it is easy? Oh, what? Con ơi. Đây cô đây. Ừ, nói đi con. Đây cô. Mm-hmm. Do you think it is an easy dish? Mà sao đứng mạng rồi? Đứng mạng á? Đâu? Noisy. Okay. You don't think it is easy to make? Is it hard? Is it easy? Do you think you can do it? You can make this dish? Oh, không trả lời cô. Ok, cảm ơn con. Ok, bạn nào Khánh Linh?